Rất nhiều đàn ông đều muốn tìm một người phụ nữ không kiếm chuyện, không cãi lý, cũng chẳng vô duyên vô cớ ầm ĩ, luôn vui vẻ dù bạn có đối xử ra sao. Kiểu phụ nữ đó đúng là có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ có một khuyết điểm, đó là cô ấy không yêu bạn.